Cứ mỗi lần đến dịp lễ Tết là người dân ngoại tỉnh tại Sài Gòn lại lục tục khăn gói đùn đùe để về quê, tiếp chút sức, gặp gỡ gia đình sau thời gian dài xa cách để rồi lại tiếp tục lặn lội lên Sài Gòn đặng kiếm cơm, mưu sinh và ngóng trông về một tương lai tốt đẹp hơn. Đã lẽ ra câu chuyện chỉ dừng lại như vậy, ai về nhà nấy và tận hưởng những niềm vui riêng. Thế nhưng, như một đặc sản không thể thiếu của những dịp này, đâu đó lại vang vọng câu nói đem đi câu chuyện xa hơn như thế, một câu điển hình của dân Sài Gòn. Lễ Tết là đám dân tỉnh nó kéo về, Sài Gòn ta được mấy ngày bình yên, ra đường nó dễ chịu gì đâu. Nếu như bạn học tập hoặc làm việc ở một đô thị lớn không nhất thiết là Sài Gòn, và hai là đến từ một tỉnh thành khác, tỉnh thành mà bạn đang sống, thì tôi dám chắc rằng có tới hơn 90% bạn đã từng một lần cảm thấy chạnh lòng khi nghe những lời nói trên được buông ra. Và tác giả Nguyễn Bảo Trung có bài viết Tỉnh lẻ ra phố là một trong những người đã từng cảm thấy như vậy. Vậy người ngoại tỉnh tại các đô thị lớn đang bị oan như thế nào trong khi được coi là người làm cuộc sống nơi đây thêm chật chội và khó chịu? Trong video này, chúng ta hãy cùng suy ngẫm qua góc nhìn của tác giả Nguyễn Bảo Trung về vấn đề trên nhé. Không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu nào. Cách đây tầm chục năm, tôi lúc bây giờ là sinh viên năm nhất cũng hòa vào dòng người khăn khăn gói gói, hô hởi về lại với Nha Trang để tận hưởng những khoảnh khắc yên bình mà tôi hiếm khi nào có được tại Sài Gòn. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy đáng hơn nhiều so với khoảnh khắc rời bỏ quê hương để đến với thành phố xa lạ và xô bồ. Ấy là vì lúc bấy giờ tôi nghe được câu nói của một chị sinh viên năm trên, vốn là người gốc Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ tư xứ quá nhiều, không còn đi cái sự hào hoa của ngày xưa nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ rất nhiều về câu nói này. Cộng thêm việc học ngành quy hoạch nên tôi hiểu được tương đối quá trình phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều chặng đường lịch sử, qua nhiều làn sóng nhập cư từ các tỉnh nghèo khó để đổ về Sài Gòn mưu sinh và học tập. Thuở ấy, và có khi là thuở này cũng nên, người ta không nói là vào Sài Gòn hay ra Sài Gòn như quy luật ra Bắc vào Nam. Người ta dùng cụm từ lên Sài Gòn, tức là từ tỉnh lẻ phía dưới bước lên trên Sài Gòn hoa lệ. Chúng ta không thể dàn trải toàn bộ ngân sách để phát triển quá nhiều trục kinh tế một lúc, mà phải tập trung vào nơi có tiềm năng nhất và từ đó phát triển các đô thị vệ tinh. Nơi tiềm năng nhất trong toàn miền Nam dĩ nhiên là thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy, tôi còn bảo với nhiều người bạn về câu nói kể trên. Những người bạn cùng khóa của tôi thì họ có cảm giác sốc như vậy, còn những người trên khóa thì tặc lưỡi, bảo họ quen rồi. Mình đi sống trên đất nhà người ta, họ nói gì thì chịu cái đấy chứ biết làm sao. Chỉ hy vọng họ không vơ đũa cả nắm rồi bảo dân tỉnh lẻ làm hư cả cái đất Sài Gòn là được. Ấy vậy mà chị sinh viên năm trên, chủ nhân câu nói ấy hàng năm đều không ở lại Sài Gòn để tận hưởng cái không khí yên bình ngày lễ Tết. Và chị bảo này, suốt dọc tuyến quốc lộ những ngày lễ Tết đều không thiếu biển số 59 Sài Gòn tỏa đi khắp các địa điểm du lịch để tận hưởng cái xô bồ ngày lễ Tết nơi tỉnh lẻ. Ngành kinh tế, khối ngành vận hành thế giới. Cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về ngành kinh tế đã ra mắt tập 2. Vậy người trong môn nghề ngành kinh tế có gì tập 2 thì có gì nhỉ? Cập nhật nhu cầu việc làm, mức lương trung bình của từng vị trí trong ngành năm 2022. Mở rộng bức tranh nghề nghiệp trong ngành kinh tế chứ không dừng lại ở những ngành nghề truyền thống. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Người tỉnh lẻ ở đô thị là sự phụ thuộc hay là sự cộng sinh? Cái thuở năm nhất ấy, tôi cứ canh canh mãi trong lòng về việc mình là một người chỉ đang ở nhờ đất Sài Gòn hoa lệ để học tập và có thể là sinh sống sau này. Cộng thêm việc bản thân mình chỉ dám bước vào những nơi bình dân, trong khi người dân Sài Gòn ra ra vào vào những nơi sang trọng mà tôi không bao giờ dám mơ đến, mà họ vẫn tặc lưỡi khen rẻ rề. Mãi cho đến khi tôi đọc được một vài tài liệu về kinh tế, tiếp xúc với cô lao công người Thái Bình, với anh công nhân người Thanh Hóa, với cô chủ quán cơm người Quảng Nam thì tôi mới hiểu ra rằng không có những người tỉnh lẻ này thì chưa chắc Sài Gòn đã phát triển phồn vinh đến như thế. Việc Sài Gòn là nơi tập trung rất nhiều nguồn vốn từ nước ngoài cho việc sản xuất công nghiệp dẫn đến việc Sài Gòn cũng cần một nguồn lao động khổng lồ kèm theo toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất làm hậu cần cho nguồn lao động ấy. Ban đầu sẽ là phát triển công nghiệp hóa và sau đó là để thực hiện chính sách giãn dân, Sài Gòn dần trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ, trong khi nhiệm vụ sản xuất công nghiệp ấy được đẩy sang các đô thị vệ tinh như Bình Dương chẳng hạn. Và cũng chính vì mục đích ban đầu là để phục vụ những người xa xứ nhưng vẫn muốn cảm nhận chút gì đó từ quê hương thì các hàng quán ăn uống với đặc sản từ nhiều vùng miền mọc lên tại Sài Gòn như nấm. Ngoài lề một chút là chính vì sự đa dạng và cạnh tranh liên tục đó mà ngành F&B ở Sài Gòn trở thành một ngành hái ra bao tải tiền. Và đến thời điểm hiện tại cũng có thể nói rằng ở Sài Gòn thì thứ gì cũng có, miễn là có tiền. Sự phát triển nhanh chóng của một đô thị cộng thêm lượng gia tăng dân số cơ giới khiến cho giá cả bất động sản tăng lên chóng mặt. Và chính vì thế nên cũng có một số bộ phận người dân địa phương trở nên giàu lên từ việc buôn bán bất động sản, hay chỉ đơn giản họ không cần phải tốn tiền thuê nhà để mưu sinh tại Sài Gòn nữa. Ngày tôi đi học xa nhà ấy, hầu như những đứa sinh viên chạy bàn tại quán nhậu hay quán cà phê phần lớn đều là dân tỉnh lẻ.
các bạn khác là sinh viên người Sài Gòn thì có vẻ là dư giả hơn về mặt tài chính và có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa lẫn học phụ đạo hơn. Sự phân hóa giàu nghèo cũng trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều. Một bộ phận người dân địa phương trở nên dư giả hơn và họ hướng cuộc sống của họ đến những thứ cao xa hơn. Chính vì thế nên, những công việc mà nhiều người cho là thấp kém như là dọn rác, lao công, vận chuyển hàng không còn trở nên hấp dẫn trong mắt những người dân bản địa nữa. Thay vào đó, họ nhắm vào giáo dục bậc đại học, sau đại học và các công việc hành chính. Cũng chính vào lúc này thì toàn bộ hệ thống hậu cần lại phụ thuộc rất nhiều vào người dân ngoại tỉnh. Chỉ có những người dân lao động chân tay mới chấp nhận mức lương thấp hơn và chỉ có như vậy thì mới có hệ thống hậu cần giá rẻ. Đấy là quy luật về kinh tế áp tại bất cứ đô thị trung tâm nào, không chỉ là Sài Gòn. Cũng chính vì giá lao động rẻ mà rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đổ vốn về Sài Gòn. Từ ý kiến trên, nếu chưa nói đến những vấn đề mặt trái như xung đột về văn hóa, tệ nạn xã hội, liệu bây giờ ta cho người Sài Gòn chọn giữa việc toàn bộ công nhân không đổ về Sài Gòn nữa hay ở lại như hiện trạng, thì người Sài Gòn sẽ chọn điều gì? Chúng ta ai cũng mất gì đó để được thứ gì đó. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần ngồi học ở Urban Station, một chuỗi cà phê ở Sài Gòn xưa này đã bị đóng cửa. Ở bàn bên là ba bạn sinh viên trường kinh tế đang ngồi trọ trẻ tập nói giọng Sài Gòn, một người từ Phú Yên, một người từ Quảng Trị và một người từ Quảng Nam. Đoạn hội thoại tôi nghe lén được có một câu như thế này: sai rồi, phải đọc là ăn cơm chứ không phải là ăn cùm. Cái này đọc là ga đi dô chứ không phải là đi ra đi vô nha mậy. Người dân tỉnh lẻ thật sự cũng phải bỏ lại sự yên bình nơi làng quê của mình để khăn gói lên Sài Gòn, học hỏi tất cả những thứ có thể để tồn tại, phải từ bỏ chất giọng địa phương đặc sệt của mình để có thể được thấu hiểu, được chấp nhận. Dân tỉnh lẻ có thể không hào hoa, có thể chân còn lấm và tay còn bùn, nhưng cũng chính họ là một nguồn nhiên liệu cho toàn bộ máy kinh tế, văn hóa và dịch vụ của Sài Gòn để được vận hành chân chu nhất có thể. Và cũng cùng lúc đó thì người Sài Gòn lại không có điểm cộng vùng khi thi đại học, không có cái niềm vui xa xỉ giống như dân Nha Trang là được phép sống chậm lại bất cứ lúc nào chúng tôi muốn, được gửi toàn bộ tâm sự vào biển mỗi khi chúng tôi chán nản điều gì đó trong cuộc sống. Nhiều lúc họ phải quay cuồng rất dữ dội giữa các lớp học thêm, phải luôn cố gắng cạnh tranh với những người Sài Gòn khác và với những người dân tỉnh lẻ. Còn bàn lại về vấn đề hào hoa thì tôi nghĩ chỉ có một suy nghĩ thế này: hào hoa hay không là phụ thuộc vào con người và việc họ có giữ được phẩm giá của mình hay không, hay là bị thói hư tật xấu từ ngoài tiêm nhiễm. Hào hoa hay không là phụ thuộc vào việc họ có chịu nhìn lại quãng đường lịch sử và công nhận những nhân tố thay đổi toàn bộ Sài Gòn, trong đó có những người ngoại tỉnh bất chấp làm tất cả mọi việc để kiếm sống. Hào hoa hay không là phụ thuộc vào việc họ có còn rộng rãi và lịch thiệp trong cách ứng xử, chứ không phải là đổ lỗi cho một phía rồi tự cho rằng bản thân mình đánh mất sự hào hoa là vì dân tỉnh lẻ. Trong cuộc sống này, không một ai có thể nhận không từ ai bất cứ thứ gì, cùng nhau vẫy vùng trong nhân gian. Tôi cứ tự hỏi tại sao con người cứ phải phân biệt lẫn nhau làm gì cho mệt người, cùng nhau sống trong hòa bình liệu có quá khó không? Đành rằng là thế, nhưng câu nói kia thì hẳn vẫn sẽ truyền từ ngày này sang ngày khác, từ đời này sang đời khác, từ thành phố này sang thành phố khác, từ đất nước này sang đất nước khác mà không có ngoại lệ mà thôi. Cũng giống như Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới nhưng cũng là thành phố không thân thiện nhất thế giới, hay Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới mà người Paris thì cũng có chỉ thua người Vienna mà thôi. Cũng giống như các quốc gia châu Âu đang tìm đủ mọi cách để ngăn chặn dòng người nhập cư, trong khi chính toàn bộ hệ thống nhân công siêu thị, nhân công thu hoạch, mùa vụ và nhân công logistics là người nhập cư. Chỉ đến khi toàn bộ hệ thống hậu cần sụp đổ như UK sau khi rời khỏi EU, thì có lẽ họ mới nhìn thấy được họ cần những người tỉnh lẻ đến mức nào. Hiếm có ai trên đỉnh vinh quang phú quý mà chịu nhìn xuống dưới chân xem ai là người bệ đỡ cho tất cả những thứ họ có được. Bởi lẽ vậy mới là cuộc sống. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy comment xuống phía dưới để chúng mình cùng chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.